đã đến với clip tiếp theo mình. Và ngày hôm nay thì mình sẽ làm một clip liên quan tới cái vỏ bưởi. Đây là trái bưởi nha bạn. Và mình sẽ gọt cái vỏ bưởi ra. Dao cục quá. Đây, đây là vỏ bưởi. Và một hồi mình định sẽ cho thằng té giếng nó đang nói chuyện xong đó các bạn nha, té giếng. Và bây giờ mình sẽ làm thử cho bạn xem nha. Mình sẽ dùng một cái hộp quẹt, mình sẽ dụng nó bật hộp quẹt lên. Còn mình thì mình sẽ bóp cái miếng này lại cho lửa nó phục ra. Gió quá các bạn, để xíu. Rồi hết gió rồi. Giờ mình sẽ làm thử nha bạn.